Hello, chào cả nhà. Hôm nay Phúc Toàn xin chỉ cả nhà một mẹo hay giảm ho trong ba nốt nhạc. Quý vị nhà quý vị thì ai cũng có dầu gió này, dầu nước xanh hoặc là dầu trường sơn hay dầu gì cũng được. Quý vị chấm dầu vào cái ngón tay trỏ này. Quý vị thoa vào cái nguyệt ở chỗ cái khuỷu tay nè. Nếu mà nam á thì mình xoay như gì theo kim đồng hồ 7 vòng ha, rồi xong dẫn 7 vòng đó xong rồi mình chấm ở đó, và sau cái khuỷu tay này nè là mình cũng xoay xoay theo này cũng 7 lần ha, nếu nam 7 lần xong rồi mình chấm dầu bên ngón trỏ bên đây, mình xoay theo cái này cũng 7 vòng ha, nữ thì 9 nam thì 7, xoay vậy rồi cũng như vậy mình xoay ở đây theo kim đồng hồ nghe quý vị, cũng 7 vòng theo ở ngoài sau cái trái tay nè, 7 vòng rồi hai tay xong, hai cái trái tay xong rồi mình chấm vào đây, mình cũng xoay 7 vòng ngay cái trái cổ này đó. Rồi thì quý vị sẽ thấy là ho nó không còn nữa, trong vòng một nốt nhạc nó sẽ hết. Nếu mà chưa được nữa thì giữa lòng bàn chân đó quý vị cũng xoay theo kim đồng hồ 7 vòng như vậy, hai lòng bàn chân, thì bảo đảm với quý vị là cơn ho sẽ dứt trong một nốt nhạc. Và nếu mà nó còn nữa thì mình làm thêm một lần nữa thôi là nó sẽ không còn tái diễn mà ho nữa nha quý vị. Chúc anh chị thành công.